Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là WinFan đây. Hiện tại là mình đang có mặt ở server X169, máy chủ là Đài Loan. Thì hôm nay là sẽ có sự kiện đua Guess CXEV. Thì Guess CXEV thì mình cũng đã nói trong video trước rồi nha. Các bạn có thể coi là cái video trước là mình review, ô lòng mình đánh giá nó. Thì con tướng này mình sẽ nói sơ thôi. Thì đó là một con đã hồng hổ, hổ lai rắn. Rồi ok. Con này sinh ra để tiêu diệt, kiểu như sinh ra để hầu như là khắc chế một phần cái khiên, cái mấy con bút khiên các bạn. Vậy thôi, mình sẽ nói đơn giản vậy thôi. Và sau đây là clip GSCXEV trong đấu trường, là cái lúc mà chưa có hồng vũ khí và có lúc hồng vũ khí luôn ha. Thì rất mong được các bạn ủng hộ. Và nếu các bạn yêu mến mình thì hãy nhấn like video này, đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh của mình và nhấn nút chuông thông báo nhỏ để nhận những video mới nhất từ mình, và cũng như để tiếp cho mình cái động lực để làm thêm, làm nhiều về game KOF98 hay là các game khác ha. Rất xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn những video lần sau và tiếp theo của mình. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Lady go. Got you. Yes, go ya. Basta wolf. Get ready. Basta. Die forever. I already threw him. Yes, go ya. Get ready. Go. Get ready! Fighting Takuru! Lady go! Alright! Lady go! Got you! Yes, booyah! Basta wolf! Get ready! Fighting Takuru! Die forever! Lady, go! Recruiting! Got you! Yes, booyah! たどり着いてみせ! あげていくぜ! Racing Tone! Die forever! I know, recruiting! Lady, go! 生きてる人間の女性はどれだ? 虫やげ! Got you! Die forever! I'm already broken! Yes, booyah! 所詮はドメだ! 虫やげ! 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 虫やげ